Vì sao Trung Quốc tặng tàu chiến cho Philippines và Sri Lanka? Việc Trung Quốc tặng các tàu chiến cho Sri Lanka và Philippines được cho là hành động nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hồi tuần trước, Đại tá Su Chanwei, một quan chức thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Colombia của Sri Lanka, đã ra thông báo về việc Trung Quốc tặng cho Sri Lanka một chiếc tàu khu trục làm quà. Trong khi đó, hôm 29 tháng 7, phát ngôn viên Hải quân Philippines Trung tá Jonathan Zata xác nhận Bắc Kinh đã tặng cho Manila 4 chiếc tàu tuần tra mới. Cụ thể, tờ Colombo Gazette dẫn lời tướng Su cho hay quân đội Trung Quốc sẽ còn hỗ trợ huấn luyện nhiều kỹ năng cho quân đội Sri Lanka và xây dựng một tổ hợp giảng đường tại Học viện Quân sự Sri Lanka. Còn theo nhật báo Inquirer, ông Zata cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 200 súng phóng lựu đạn cùng đạn dược cho quân đội Philippines. Dù Trung Quốc và Philippines vẫn chưa thể xóa bỏ những bất đồng liên quan tới vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, song Trung Quốc vẫn đề nghị trao cho Philippines gói hỗ trợ quân sự trị giá 14 triệu đô la, bao gồm các vũ khí hạng nhẹ cùng tàu cao tốc. Trong đó, việc Trung Quốc cung cấp cho quân đội và cảnh sát Philippines hàng ngàn khẩu súng trường cùng đạn dược là để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng những nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trong khu vực được cho là nhằm đối phó với Ấn Độ. Thậm chí nhiều khả năng Trung Quốc còn sử dụng cảng Hambantota của Sri Lanka làm khu vực phục vụ mục đích quân sự. Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ quân sự mật thiết với Sri Lanka kể từ khi triển khai chiến dịch chống lại tổ chức những con hộ giải phóng Tamil vào những năm 2000. Ngay cả Ấn Độ cũng đã tài trợ rất nhiều loại khí tài cho Sri Lanka, bao gồm tàu chiến. Ông Wang Dehua, chuyên gia khu vực Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định, vậy tại sao Trung Quốc không làm điều tương tự, nhất là khi Sri Lanka cần thì Trung Quốc lại có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ. Dù những thông tin về chiếc tàu khu trục mà Trung Quốc tặng cho Sri Lanka không được tiết lộ, song theo giới phân tích quân sự Trung Quốc, khả năng đây là tàu hộ tống cỡ nhỏ Type C-28A hoặc C-13B hoặc tàu khu trục Type 53. Đây cũng là ba loại tàu chiến mà Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang các nước bao gồm Algeria, Bangladesh và Pakistan. Còn theo nhà bình luận quân sự ở Bắc Kinh, ông Zhou Chenming, những nước thuộc thế giới thứ ba mua tàu chiến Trung Quốc vì giá cả tương đối rẻ. Ông Zhou chia sẻ rằng Trung Quốc có thể tặng thêm cho Sri Lanka từ 1 đến 2 chiếc tàu nữa. Một chiếc tàu duy nhất Trung Quốc tặng cho Sri Lanka sẽ không thể làm thay đổi cán cân quân sự ở Nam Á và chiếc tàu này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là chống hải tặc. Cũng theo ông Zhou, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu trong nước giữa lúc nhu cầu trên toàn thế giới sụt giảm, còn hạm đội tàu của Hải quân Trung Quốc lại càng ngày được mở rộng và nâng cấp. Ông Zhou nhấn mạnh thêm chi phí đóng tàu là khá rẻ, nhưng những con tàu được Trung Quốc chuyển giao cho các nước khác sẽ trở thành nguồn lợi trong tương lai cho Bắc Kinh thông qua hoạt động tu sửa và bảo dưỡng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.